xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học bài Can't Help Falling In Love nhé. Đây là một bài có giai điệu rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Trong bài này thì chúng ta sẽ gặp dấu si dán nhé. Mình sẽ học câu intro trước ha. Intro thì tay phải khá là dễ, mình chỉ có những nốt sau: Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa. Đối với tay trái thì mình sẽ áp dụng mẫu đệm, đó là rải 6 nốt, đi lên 4 và về 2. Mình sẽ ví dụ đô trưởng cho bạn dễ hiểu nhé. Đô trưởng sẽ là Đô, Son, Đô, Mi, Đô, Son. Đó là mình đi theo công thức 1, 5, 8, 10, quay lại 8, 5. Si dán sẽ là Si, Fa, Si, Re, Si, Fa. Và bây giờ mình muốn đi hết tất cả các âm trong bài này luôn để các bạn có thể nắm được nhé. Re thứ Re, La, Re, Fa, Re, La. Fa trưởng Fa, Đô, Fa, La, Fa, Đô. Rồi La thứ La, Mi, La, Đô, La, Mi. Đó thì nguyên bài này thì chỉ có những cái hợp âm đó thôi. Và đến cái câu intro á, thì mình sẽ có son, mình có thể dàn lại ha. Dàn lại. Ok, bây giờ mình ghép chậm nha. Re đi với si dán. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đổi. Mi đi với đô trưởng. Fa đi với re. Rồi chỗ này mình dàn nè. La đi với fa. Son đi với đô. Fa mình có thể kéo lên luôn. Yeah, vậy là được câu intro rồi ha. Đúng tốc độ sẽ là. Thì khi mà mình vô bài thì mình sẽ cũng đàn theo cái kiểu này. Nên tay phải thì sẽ là Fa, Đô, Fa. Đối với tay phải thì nó khá là ít nốt, thì tay trái sẽ đảm nhiệm cái vai trò giữ cái beat nhạc nó cứ đi đều. Fa, Đô, Fa. La thứ Mi, Re thứ. Cái Re thứ này á, mình có thể đánh 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi qua si dán. Chuyển pha trưởng. Si dán trưởng qua đô. Dàn. Chuyển qua đô 2, 3, 4, 5, 6. Cái pha này, cái pha cuối thì mình đi lên luôn. Đó, thì các bạn tập nên tập riêng tay trái với hát như vậy thì nó sẽ dễ ghép hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ghép hai tay nhé. Fa thì đi với Fa. Đánh hết rồi mới đánh Đô với La. Fa đi với Re. Sau đó mới đánh tiếp Si đi với Si. La đi với Fa. Son đi với Đô. Sau đó đánh Đô Re đi với Si dán. Fa đi với Re. Chỗ này mình sẽ dàn La đi với Fa. Son đi với Đô. Fa đi.
đi với pha kéo lên luôn. 9 nốt. Đúng tốc độ sẽ là fa do fa sol la si la sol do re mi fa sol la si la sol. Mình sẽ quay lại cái đoạn này một lần nữa, nhưng mà các bạn lần thứ hai các bạn đưa lên quãng 8 đàn đi nó hay hơn ha. Và đưa lên quãng 8 thì nó sẽ là ở đây. Không có gì khác hết á, vẫn là y như là lần đầu thôi. Và có cái đoạn tiếp theo này nó khác một chút, đó là mi la do mi re hai, mi la do mi re hai, mi la do mi re, ba lần giống nhau. Lần thứ tư sẽ là do do la do la si giảng ha. Thì cái đoạn này mình sẽ để một cái cách đó là bass nhảy, ví dụ la thứ nhảy lên la do mi, mi 7 thì nhảy lên mi son thăng re. Đó, mình cứ thay nhau vậy đó. Like a river flow surely to the sea, darling so it's good something. Qua re 7. Re 7 là có pha thăng, các bạn, re pha thăng đô. I'm meant to be 1, 2, 3, 4, 5. Thì sau khi đánh son xong ấy thì mình sẽ chạy đô trưởng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, mình ghép chậm nha. Chỗ này hơi đảo phách một chút. Ví dụ mi đi với la, mi la bấm, sau đó mới đánh đô mi, re đi với mi, bấm. Tiếp theo la đi, mi đi với la, la xong mới bấm đô mi re đi với mi 7. Tiếp tục mi đi với la, bấm đô mi re, bấm. Tiếp tục đô đi với la, đô đô bấm, sau đó bấm re trước, la đô la si giảng đi với son, bấm chạy. Đúng tốc độ sẽ là mi la do mi re, mi la do mi re, mi la do mi re, do do la do la si, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình quay lại thôi, mình sẽ quay lại cái đoạn đầu ấy. Mình có thể đánh ở đâu cũng được, cao hay thấp đều được ha. Đó, thì mình sẽ quay lại và mình sẽ kết ở cái chỗ mà la we, chậm lại từ từ và mình kết bật pha, mình sẽ kết ở pha trưởng ha. Yeah, rồi bây giờ mình sẽ đàn lại các bạn nhé. Chậm intro. Thank you.
công nhất. Nếu bạn thấy bài học bổ ích thì có thể like và đăng ký kênh của May để học piano mỗi ngày ha. Tạm biệt mọi người.